Năm ngoái cũng thời điểm này, Pháp Hòa vừa xong buổi pháp thoại cuối ở tại Lawrence, chùa Lâm Tỳ Ni, thì xe đưa về đây để thăm quý vị. Năm nay cũng đúng một năm trở lại, cũng có Phật sự ở tiểu bang này. Và hôm nay vừa xong giảng ở trên Pittsburgh ở bên Massachusetts, thì đi xuống đây để có một cái lễ cầu siêu cho anh Trực. Hồi trưa đó làm lễ ở đây đó, rồi chiều nay trở về đây để thăm đại chúng. Và lời đầu tiên là kính thăm sức khỏe của quý bác, quý cô chú, anh chị, toàn thể đại chúng. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, bình an. Đại chúng có khỏe không? À, quý vị ăn cơm hết chưa? Chưa. À, không sao, đói đói lát ăn ngon, ở dưới đang nấu phở. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta là người Phật tử đó, mình đi chùa, bổn phận của mình là đi chùa lễ Phật. Nhưng mà bên cạnh đi chùa lễ Phật á, chúng ta cần có một cái để chúng ta tăng trưởng niềm tin, trí tuệ, tu học của mình, đó là chúng ta học hỏi nghe Pháp. Vì vậy mà chư Tăng, chư Ni khắp nơi luôn luôn tạo cái điều kiện, cơ hội nếu có đủ thì để tạo duyên cho tất cả. Ví dụ như năm rồi, chương trình Chùa Hội Đức là ráp vào cái đoạn cuối. Khi mà Pháp Hòa xong hết tất cả công việc thì trở về đây vào tối Chủ Nhật. Lần này cũng vậy. Tức là thầy trụ trì ở đây cũng tìm mọi cách tạo mọi duyên để cho quý Phật tử ở địa phương này hay là các vùng phụ cận có cái dịp trở về nghe Pháp. Tại sao? Tại vì người xưa dạy mình á, lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Thì cái bốn cái câu đó nghĩa là như thế này: mình lại Phật á, là để mình cảm cái ân đức của Phật, cảm cái đức của Phật mà mình lễ. Cũng giống như mình gặp một người nào mình cúi đầu mình chào, đó là gì? Đó là mình cảm cái tuổi tác, cái đạo đức của người đó. Lễ Phật giả cảm Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân. Khi mình đọc danh hiệu Phật để mình nhớ đến cái ân, cái hạnh của Phật. Ví dụ mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm gì? Để mà học cái hạnh từ bi của Ngài, cái hạnh nhẫn nhục của Đức Quan Âm. Đức Quan Âm có hạnh từ bi mà nhẫn nhục. Từ bi á, cho nên á, Ngài mới có cái bình nước á, phải không? Nhẫn nhục á, là có cái nhành dương. Nhành dương nó mềm mỏng lắm, nó có thể nó tùy thuận mọi hoàn cảnh nó sống. Cho nên học, nếu mình niệm Đức Quan Âm thì không phải chỉ cầu Đức Quan Âm cứu khổ không, mà mình còn mong học được cái hạnh của Ngài, đó là từ bi nhẫn nhục. Ông cụ này tên gì? À, Phật Di Lặc. Quý vị thấy Ngài vui không? Cái hạnh của Ngài là hoan hỷ cười đó. Hôm kia ở trên Pittsburgh, Pháp Hòa gặp một ông Mỹ. Thì ông nói là ông mới bắt đầu tìm hiểu Phật giáo gần đây, mà ông rất là thích cái tượng Happy Buddha ở chùa Hội Đức. Này, ông nói qua vậy đó. Ông Pháp Hòa cũng quên, ở chánh điện Hội Đức có cái tượng này đi. Và ông đến đây ông nhớ, ông nói thầy có nhớ ở Hội Đức trên chánh điện có cái tượng Happy Buddha không? I like his smile. Tôi rất là thích nụ cười của Đức Phật Di Lặc. Tượng này rất là đẹp, nụ cười rất là hoan hỷ. Cười như vậy đó là cười hoan hỷ. Còn cười như tượng Phật Thích Ca, tượng Quan Âm, tượng Di Đà là cười an lạc. An lạc là gì? Là cái niềm vui bên trong mà nụ cười nó nhẹ thôi. Còn khi nào mình gặp một cái điều gì mình vui vẻ kêu là hoan hỷ, mà cười nó tỏa lộ ra. Cho nên niệm Di Lặc Bồ Tát á, là học hạnh hoan hỷ. Như vậy khi mình niệm đến danh hiệu của các ngài
không phải chỉ cầu các ngài phò hộ, mà chân chính nữa đó là mình học cái hạnh của quý ngài. Mà nếu cái hạnh đó mà thực tập được thì người ta phải thương mình thôi, thì rõ ràng Phật hộ mình rồi. Phật hộ tức là Phật cho mình cái cách sống giống như Phật, để mình được mọi người thương. Có ai mà gặp một người cười vui vẻ mà ghét không? Trừ khi nào người đó có vấn đề. Phải không? Rồi. Cho nên mình gặp một cái người hoan hỷ vui vẻ tươi mát, mình phải thích gần gũi. Rồi mình học gặp một cái người luôn luôn nhẫn nại, từ bi, mình không phải mình thích không nữa, mình kính. Ở cái người mà nhẫn nại mà có lòng từ, mình kính cái người đó, cái cách sống của họ. Đó. Rồi lễ Phật giả, cảm Phật chi đức, niệm Phật giả, cảm Phật chi ân, kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Xem kinh, đọc sách để tỏ rõ được cái đạo lý mà sống. Chữ lý là gì? Lý là lẽ thật, là chân lý. Cho nên mình phải học giáo lý. Giáo là dạy, lý là lẽ thật. Cho nên đi chùa học giáo lý là học cái điều gì chân thật, lẽ thật cho mình. Rồi tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Chịu khó ngồi thiền để làm gì? Để cái tâm mình an tịnh. Mà tâm mà an tịnh thì giống như mình sống ở cảnh Phật vậy đó. Cho nên tất cả các chùa luôn luôn tạo điều kiện. Mà khi chùa tạo điều kiện thì các thầy cũng phải phát cái nguyện, lập cái tâm, đem cái giáo pháp truyền bá. Vì cái chuyện truyền bá giáo pháp là bổn phận của quý thầy, bổn phận của người xuất gia. Cho nên quý vị hỏi các thầy bổn phận đi tu để làm gì? Trên cầu giáo lý, dưới độ chúng sanh. Nói một cái từ rất là nghe cao siêu là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Vậy thì cái bổn phận của người tu chỉ làm cái việc là trên cầu giáo pháp của Phật, dưới nữa thì đem giáo pháp đó truyền bá. Cho nên có nhiều lúc Pháp Hòa đi Phật sự đi giảng, một ngày giảng 5 buổi, một có ngày giảng 5 chùa. Có những cái chuyến Phật sự mà mình lâu lâu mới được tới một cái vùng đó, thì người ta tranh thủ ngày chủ nhật như thế này là ta chia ra giờ giấc. Và thật sự nhận lịch là mình nhận, người ta mời nhưng mà mình nhận thì người ta mới tổ chức. Cho mình thấy cái cơ hội mà cái sức mình cũng còn ráng được, cho nên mình ráng làm. Vì vậy cho nên người tu bổn phận của các thầy là truyền bá chánh pháp. Vậy thì bổn phận của người cư sĩ là gì? Học hỏi chánh pháp và hộ trì chánh pháp. Mình học mà mình hộ nữa, phải không? Mình học, bây giờ mình không hộ lấy gì có chỗ cho mình ở tiếp. Cho nên học chánh pháp, hộ trì chánh pháp. Còn các thầy thì tu chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Cho nên nếu mình được một cái cơ hội nghe một lời lành, đó là cái duyên của mình. Cho nên người xưa dạy sao? Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Ngàn vàng thì dễ có, lời lành thì khó được. Nhiều khi mình đi làm mà chịu khó, ngài có thể kiếm ngàn đô, nhưng mà cái lời lành nó sẵn nhan nhản trên YouTube, chỉ cần bấm cái là lên liền. Đôi khi mình đâu có thèm ghé mắt, mình đâu có thèm ghé mắt mình xem đâu. Hoặc là nhiều khi lời lành ai nói mình cảm thấy như là dạy đời mình, rồi cảm thấy nói tầm bay tầm ba, không có phù hợp gì hết trơn. Nhưng mà thực tế ra những lời đó có công năng chuyển hóa nhắc nhở mình. Cho nên điều để thăng trưởng được cái đường lối đi của mình, phải học pháp. Kể đến là gì? Quý vị phải có thiện hữu. Thiện hữu là gì? Bạn lành. Hồi nãy Pháp Hòa vừa tới đây, cái đi thẳng xuống dưới bếp, cái mấy cô nhà bếp gặp mừng quá chừng, chạy ra tưởng làm gì? Chụp hình. Không, chụp hình xong rồi mấy cô giới thiệu với nhau, đây đây bếp trưởng của con đây, cô này thế này thế kia. Nhưng mà thật sự bếp trưởng là người trưởng bếp, nhưng mà phải có cần phụ bếp. Mình làm trưởng mà không có ai phụ thì sao làm? Cũng như làm trụ trì mà không có ai giúp mình lấy gì mình trụ. Cho nên trụ trì
là phải có phụ tá. Không, làm trưởng thì phải có phụ tá. Bất cứ việc gì chúng ta phải làm có người trợ duyên cho mình. Trong kinh nói á, nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một đức Phật mà có mặt ở đời thì ngàn Phật hộ trì. Cho nên mình làm gì làm phải có người cùng tu, cùng chí, cùng hướng với mình cho nó vui. Quý vị đi chùa cùng một con đường đó mà xe thì trống mà không rước thêm vài cụ nữa uổng. Thấy không? Cho nên cùng một tuyến đường đi tới chùa, tấp vô đón thêm vài bác, vài Phật tử đi với mình cho vui. Giúp mọi người là gì? À, giúp cho mình đi cho một cái đoạn đường có người nói chuyện làm bạn, đồng thời tạo được cái duyên phước giúp đỡ một bác đi chùa, thì cái đó gọi là thiện hữu đó. Thiện hữu đó. Cho nên thiện hữu này có ba loại thiện hữu này: đồng hành, giáo thọ, ngoại hộ. Thế nào là đồng hành? Cùng đi, cùng tu, cùng học với mình đó. Vợ á mà tu với chồng, chồng vợ cùng đi chùa cùng tu, hai người đó là đồng hành thiện tri thức đó. Thấy không? Đời này á, trên cái thế gian á, thì mình là vợ chồng, nhưng trong đạo mình là đạo hữu, bạn hữu với nhau. Mà thật sự đồng vợ đồng chồng đi tu hạnh phúc lắm. Tại vì sao? Cùng một cái cảm thông, cùng một cái anh hiểu biết. Ví dụ như cùng làm vô chùa làm công quả đi, hai người ở trễ nhau là không có chuyện. Một người không đi mà người ở nhà đi về trễ cái nhìn nét mặt nó hơi khác rồi đó, phải không? Nhiều khi mình hết lòng với chùa, muốn nán lại để làm cho xong công việc, trễ việc, trễ về, về trễ quá cái không vui. Rồi ví dụ đi đâu cũng phải học phập phòng, lo sợ, chuẩn bị sẵn hết. Còn đồng vợ đồng chồng thì lúc nào tác biển đông nó cũng mau cạn. Cho nên cùng tu với nhau gọi là đồng hành. Bây giờ không phải vợ chồng mà bạn bè với nhau, cùng học cùng tu với nhau. Chờ quý vị đi khóa tu á, đi khóa tu mà rủ nhau đi tu đó, tốt lắm á, cái đó kêu tu hú đó. Tu mình hú người này kia, tu mình hú người kia tu. Cho nên ai lỡ mà có thấy bà mà tu cái gì, bà tu hú á, nó à bữa nào tu hú bà tu á nha. Cho nên từ đó, dù cái câu nói đó có cái tính cách như là châm biếm mình, nhưng với cái tuệ giác chuyển hóa của mình đâu có buồn chi mấy câu nói đó, phải không? Chị kêu tu tu hú, bữa nào tu hú chị nghe. Tu không hú buồn lắm. Đi chơi còn hú nhau mà. Thí dụ nè, bữa nào bà cứ đi đâu bà hú tuôn tiếng nghe. Vậy thì đi chơi cũng hú thì mắc gì tu không hú. Cho nên cái giờ mình biến thành chữ tu hú nó làm sao, thành ra chuyện khen chứ không phải chê. Cho nên tất cả các pháp là do mình. Cục bột nó vô tay mình muốn nắng nó kiểu nào thì nó ra kiểu đó. Hiểu ý không? Cũng như thế, người ta nói cái lời khó nghe, nhưng mà với cái tâm tu tục học của mình á, tuệ giác của mình á, mình chỉnh sửa được hết những cái lời nói đó. Cho nên người ta có nói gì mình, quan trọng là mình biết nghe. Mình biết nghe và mình biết chuyển. Thí dụ như ta nói không đúng về mình, nếu mình là người biết nghe không nên giận mà phải cảm ơn. Họ nói trúng mà, mình trật mà người ta chỉ được đúng cái trật của mình thì họ quá là tốt với mình rồi. Như vậy người xưa dạy, mình làm điều sai mà ai chỉ mình đúng cái sai đó, người đó là bạn của mình. Nói cách khác, xin lỗi, họ là thầy mình, họ dám chỉ cái sai của mình. Còn nếu mình làm trúng, mình dễ thương, mình làm đẹp, họ khen đúng, như vậy họ là bạn mình. Nhưng mà ngược lại, nếu mình làm trật lất, mình dở ẹt. Mình là mình tệ hơn vợ ăn đậu. Mà nó khen mình má ăn đậu. Trời ơi, nghe vậy cái mình tưởng thiệt không? Mình tân bốc mình lên. Làm sai, sống trật mà người ta khen, người đó là kẻ thù của mình. Tại vì họ không nói được cho mình biết cái hay, cái dở mà người ta, mình dở mà cứ khen, để cho mình tưởng đâu mình thiệt như vậy. Cho nên người đồng hành thiện tri thức, có một người nữa gọi là gì, giáo thọ. Cái người dám nói cho mình nghe cái sai là họ là giáo thọ của mình. Giáo thọ là gì? Là thầy dạy cho mình. Nhưng mà ngược lại mình phải làm gì? Mình phải thọ giáo. Họ là giáo thọ thì mình phải thọ giáo. Điều thứ ba,
ngoại hộ thiện tri thức. Quý vị tu á, đây xin phép đại chúng và ví dụ đời sống của các thầy á, nếu không có những ngoại hộ Phật tử, quý thầy làm sao ổn, an ổn mà tu. Pháp Hòa nói hoài chuyện này với các thầy trẻ. Nếu các thầy mà nhìn kỹ coi, một giọt nước mình uống, một miếng cơm mình ăn, ai cho? Nếu không phải là những Phật tử thương mình. Phật tử không thương mình, làm gì có ăn, mình có đi làm ngày nào không? Mình có tạo ra được một xu một sen nào mỗi ngày không? Toàn là nhờ ơn tính thí đàn na. Cho nên nói cho cùng, chư Tăng mang ơn Phật tử. Quý vị đi làm cực khổ, dắt chày ra nước, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, một nắng nắm mấy xương. Nhưng quý vị hết lòng vì Tam Bảo, hộ Phật, hộ Pháp, hộ Tăng. Quý vị cúng dường cho các thầy đấy. Cái áo quý thầy mặc cũng quý vị cho, đôi giày quý thầy đi cũng quý vị cho. Như vậy không phải quý vị, quý thầy mang ơn quý vị sao? Thì quý thầy là ngoại hộ thiện trí thức. Chưa nói, chưa kể đó, là chẳng những cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tài ủng hộ, tài chánh, mà còn công sức cho chùa nữa. Công quả, không có quý vị làm sao làm xuể. Cho nên nói cho cùng, ơn đức của Phật tử lớn lắm. Người tu phải nhận diện cái đó để làm gì? Để mình tu. Để mình tu, tại họ hộ mình tu chứ họ đâu có hộ mình chuyện không tu. Thử mình không tu có sức mấy người ta lo, phải không? Cho nên sáng nào tụng kinh rồi, các thầy cũng phải lãnh lễ. Đệ tử mang ơn các bậc sư trưởng giáo huấn, chư vị tín thí đàn na. Tín thí đàn na là những người ủng hộ mình đó. Con xin lại thay thế cho các vị, con nhận diện được hai ơn, ơn thầy tổ, ơn Phật tử. Con xin thế cho các vị đảnh lễ Tam Bảo, cầu phước cho các vị. Ghi nhớ đến cái ân đức cha mẹ sanh thành, quốc gia bảo hộ một đất nước an bình này cho mình, mình đảnh lễ Tam Bảo thế cho họ. Cuối cùng, ân nhiều quá, con xin đại diện cho tất cả ơn của đất, đá, sỏi, cây, thú, mọi thứ, thiên nhiên, đất trời, con xin đảnh lễ Tam Bảo. Như vậy thì ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình tu có ai đó đồng hành, đồng tu với mình đó, đó là cái duyên lành của mình. Nhưng mà nhớ bạn hữu với nhau, chỉ nhắc nhở nhau tu hành. Mà ráp vô mà nói những chuyện không lành đó, phải không? Thì nên giảm cái đó. Vì không người kia, cho nên đến với nhau chỉ nhắc nhau tu thôi đó. Phải có thiện hữu, phải có học tập, rồi có gì nữa, phải có tinh tấn. Tinh tấn là gì? Siêng năng. Trời ơi, cái này nó hơi khổ. Bữa nào vui thì mình đi, lười thì mình ở nhà. Nên mới nói tới lười, chưa nói tới giận nha. Giận là ở nhà múc mùa lệ thủy. Còn buồn là bữa đi bữa không. Phật ở nhà mình cũng vậy, có bữa siêng lại lại Phật ba lại, không siêng thì xá ba xá, còn hết siêng ngó thôi. Có không? Nhiều khi mình thờ Phật ở nhà, chứ nhiều khi cả tuần lễ không tới xá Phật không xá nữa, phải không? Mà con mình nó đi học về, nói sao con không chào ba mẹ, con nó đi đâu về mình muốn nó chào mình. Mình phải Phật tử, mình phải tập thành một thói quen, đi đâu xá Phật, về xá Phật. Tập thành một thói quen. Cái chá chào đó không phải phù hộ mình, nhưng mà để giúp cho mình đi mang Phật theo, về thưa Phật con về, phải không? Lâu ngày nó thành thuần thục thì gì? Phật ở trong mình. Phật ở trong mình mà mình đã, hồi nãy mình mới xá Phật mà bước ra cửa mình làm điều không đúng cho mình nhớ, hồi nãy mình mới xá Phật. Cho nên Phật tử về chùa công quả cũng vậy nha. Quý vị về chùa công lại Phật, lại ông Bồ Tát Di Lặc nè, để thấy được nụ cười hoan hỷ. Lỡ xuống dưới, hôm qua tôi để gói đậu hũ, để sáng nay tôi tới tôi nấu, sáng nay ai chôm mất tiêu rồi.
Cái mình nói không sao đâu, Phật tại tâm. Hầu chữa không? Phật tại tâm, Phật đâu có trách mấy cái vụ này đâu. À, không nghe thầy giảng sao? Mình đủ kiểu mình nói hết á. Nhưng mà thể hiện sự tinh tấn. Thí dụ mình đem cái tâm ghét bỏ một điều gì, nhớ trực lại, mình có chính xác điều đó chưa mà mình nói. Tự nhiên nhắc mình đi. Tại vì mình thường sống theo cái tập, cái tập khí của mình là nghi ngờ, phán đoán, mà có những cái chúng ta chưa thấu đáo rõ ràng. Cho nên tập trở lại, tu là chuyển mà, tu là mình sửa lại. Đó. Rồi cái cuối cùng là gì? Phải cố gắng điều phục cái tâm mình. Khó không? Khó lắm. Các thầy tu mấy mươi năm trong chùa cũng y như quý vị mỗi ngày thôi. Ngày nào cũng phải quán tâm, nhìn tâm, điều phục tâm. Tại vì cái tâm mình chưa thuần thì như con trâu mà nó cứ thích nhảy qua lúa của người khác. Con trâu mà nó chưa thuần như một đứa con nít quậy phá, mới biểu ngồi xuống đây còn, xây qua nó xây chỗ khác rồi. Cái tâm mình nó y hệt vậy đó. Mình mới vừa ngồi tới tụng kinh thôi là nghĩ chết mồ rồi, hồi nãy quên gì đó, nhớ gì đó. Không? Ngồi xem phim á, thì cứ sợ phim nó hết, mà ngồi đọc kinh lật hoài sao chưa thấy hết. Đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà như đó thì mình đủ thấy là tâm mình hướng cái gì nhiều. Xem phim á, thì cứ sợ phim nó mau hết, tại hết rồi không biết khúc cuối làm sao. Có nhiều khi nóng ruột đến mức độ á, là coi xong tập 1 rồi lập tức coi liền tập cuối. Nếu mà happy ending thì coi tiếp. Thật ra tất cả những cái điều mình làm trong cuộc sống không ai bắt tội gì mình cả. Có cái điều là chúng ta cần thấy nó, để thấy hàng ngày cái cách sống của chúng ta. Cái cách sống của mình nó cũng dở, nó cũng buông lung, nó cũng nghĩa là như vậy. Thành thử con cái mình, mình giáo hóa nó khó là đúng thôi. Chính bản thân mình chưa giáo hóa mình được mà. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa xin sám hối là nhiều khi mình còn nghiện thuốc, còn sao biểu con mình bỏ thuốc được. Hay thậm chí nói con nhớ đừng hút thuốc nghe không. Nhưng mà mình thì cứ điếu hạ rộng, điếu động quan. Quý vị biết chữ hạ rộng với động quan không? Ở Việt Nam mà nhắc cái quan tài lên là kêu là động quan, để quan tài xuống chôn là kêu hạ rộng. Cũng giống mình vậy, cái điếu thuốc này nó mới vừa tàn cái là mở gói lấy châm cái điếu thuốc, nghĩa là điếu này nó liền điếu kia không có hết, gọi là điếu hạ rộng, điếu động quan. Mà mình biểu con mình đừng hút thuốc, mình thì đi khôn về mà biểu con nhớ về nhà ăn cơm. Thí dụ vậy. Cho nên mình muốn làm cái điều gì thì điều đó mình muốn hướng dẫn ai, chính mình phải làm. Cho nên cái khó cuối cùng là gì? Điều phục cái tâm. Có nhiều khi mình nói tu tu tâm, điều đó rất đúng, nhưng với điều kiện anh biết tâm anh ra sao không mà tu. Anh phải biết nó ra sao để sửa chứ. Tu là sửa. Đem xe vô cái chỗ ô tô repair, anh sửa giùm tôi chiếc xe. Hỏi nó có chuyện gì anh? Tôi không biết nữa. Tôi lái lúc này sao nghe tiếng kêu, tôi thắng không ăn, tôi nghe tiếng cạch. Mình phải nghe, mình biết một cái signal gì, what's wrong. Mình chưa chính xác nhưng nó có một cái triệu chứng gì mình nhận ra được, mình mới đem vô mình sửa. Bản thân mình cũng vậy. Lúc này sao tôi hay bị chóng mặt quá, tôi phải đi bác sĩ. Lúc này sao hay nhức đầu quá, hay là lúc này trong người nó khó chịu quá, thì mình lập tức đi bác sĩ để người ta tìm ra coi mình bị bệnh gì để cho mình thuốc. Tu hành cũng vậy thôi. Cho nên tu tâm nói được, nói đúng, không có sai. Nhưng mà quan trọng là anh có biết tâm anh ra sao không mà anh tu. Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, tâm nghi ngờ, tâm tà kiến, tâm kiến thủ, tâm biên kiến, rồi giới cấm thủ, đủ các thứ tâm mà gọi là negative, tâm bất thiện. Anh phải biết các tâm đó nó sinh khởi để anh kịp thời anh điều chỉnh nó.
Cho nên tuyên bố tôi tu tâm rất đúng với đạo Phật. Đúng, đạo Phật là chuyển hóa, giúp đỡ cho mình tu tâm. Nhưng Đức Phật chỉ cho mình biết tâm mình ra sao để mình tu. Thí dụ á, cái sân mình nổi lên, mình biết mình nổi sân, biết là tốt rồi, nhưng hãy nên tìm một cách nào đó để đừng để nó tiếp tục, nó diễn ra trong cái bối cảnh này. Bằng cách nào? Bây giờ tôi đang nổi sân, tôi đi lên phòng, tôi đóng cửa lại, tôi không nói chuyện gì với ai hết, để cho cái cơn sân tôi nó bớt xuống. Một lát tôi yên lắng rồi tôi xuống tôi nói chuyện. Nhưng mà nhớ nha, vợ mình như vậy hay chồng mình như vậy, đừng có lên gõ cửa: ông đi ra đây, ông ra đây ông nói chuyện với tôi. Cái đó là mình đem lửa, lửa nó vô phòng rồi mình còn bưng nguyên bình gas lên đó, phải không? Khi mình thấy người bạn đời của mình lên phòng đóng cửa, mình biết họ đang cần sự yên lắng, mình hãy nên hộ trì cho họ. Khi nào họ nguội rồi họ xuống họ nói chuyện. Thật ra cuộc sống này á, có nói mới có cảm thông. Nhưng mà trong khi mình giận mình đâu có nói. Gần mà xa, tại vì gần sát bên mà giống như điếc vậy, la lên không à. Còn khi nào mà mình yên lắng, mình vui vẻ rồi á, tuy xa mà gần, nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Lúc đó ba hai mặt một lời, không có lời nào mà một mặt nào đó. Cho nên mình phải biết cách, chứ mình phải biết mình nóng. Cho nên có nhiều người nói: con biết con nóng mà sao con không kèm được. Thì mình chưa có phương pháp. Thì bây giờ một trong những phương pháp là đừng ở lẫn quẩn đó. Bình thường á, mình thấy người đó dễ thương lắm, đẹp lắm, đời anh mà thiếu em á, như trời thiếu nắng vậy đó. Như hủ tiếu mà thêm quên thêm xì dầu vậy đó. Mình nói rất là hay, nhưng mà khi mình giận lên rồi mà đời tôi mà thấy bà là đen tối vậy lắm. Rồi bà cũng đâu có dựa gì đâu, bà cũng phải kiếm câu bà nói lại: tôi còn tối đen hơn ông nữa nè. Cho nên rốt cuộc mình chỉ khi nóng lên là chỉ vung vẩy những cái khổ đau cho nhau. Thì Phật dạy mình á, tu là ngay chỗ đó. Cái chuyện bình thường lên thỉnh chuông thỉnh mõ, chuyện đó quá bình thường. Khi nào giận mà không, đừng nói những điều khiếm nhã với nhau đó, chừng đó mình mới tu số 1. Giận mà mình vẫn để cho cái cơn giận mình nó lắng mà không để cho nó bùng phát, người lúc đó mình mới thật sự là người tu. Còn giây phút quý vị mặc áo tràng đứng trước chánh điện á, đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng nữa, không ai chọc ghẹo gì mình, tụng ngon lành, chỗ mình tu bình thường. Còn khi nào mình gặp rắc rối phiền não mà mình vẫn cố gắng điều phục được cái tâm, lúc đó mình mới thật sự thể hiện cái chuyện tu hành của mình. Cho nên tu là tu cái chỗ nào? Tu cái chỗ mình đang gặp phải khó khăn. Vậy thì năm giới cũng thế: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu. Bốn cái kia tôi làm được hết, có cái tật nói dối tôi bỏ không được. Chỉ nói dối vụ gì vậy? Tôi thích đi mua đồ mà về sợ ông la, tôi toàn nói dốc không. Chẳng những tôi còn biểu mấy đứa nhỏ nói dốc luôn. Lát về ba hỏi nhiêu, nó 2 đồng thôi nghe con. Nói dối chuyện nhỏ nhỏ. Nói dối lâu ngày nó thành nghiệp, thì gọi là tật. Vậy thì nghiệp là từ gì? Từ cái hàng ngày mình làm riết nó thành nghiệp chứ có gì. Tốt cũng vậy, hễ mà làm việc tốt thường thì tốt thành nghiệp, làm việc xấu thường thì việc xấu thành nghiệp. Cho nên thì bây giờ bốn giới kia tốt rồi phải không? Chỉ còn một giới cuối cùng, đó là giới nói dối, mình tu chưa được. Vậy thì trong năm giới này mình tu giới nào? Tu giới nói dối. Như vậy tu có nghĩa là cái gì hư sai
mới bắt đầu là đối tượng tu của mình. Ăn chay đối với mình quá dễ, không có gì thèm, không có gì khó khăn, khỏi cần phải nói tu. Nhưng nếu ngược lại, mỗi khi mà ăn chay, mắc cái gì biết, ngày thường ăn ngán lên ngán xuống mà hễ tới ngày chay cái thèm mà. Bình thường nó lên mâm cơm trời ngán gà quá, ngán vịt quá, ngán này, mà hễ tới ngày chay cái bắt đầu thèm. Thì lúc đó phải ráng kèm nó. Để không thôi nó nói cái bài kinh hay lắm. Ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Cho nên quý vị biết không, ma đó, khi mà nó chọc mình giận á, ma đó gọi là ma phiền não. Nhưng có một con ma khác mà mình không bao giờ mình đề phòng nó trước, đó là thiên ma. Thiên ma là cái con đó đó. Ăn đi, Phật đâu có chấp. Anh chấp là anh tu gì? Giờ này 12 giờ qua ngày mới rồi, Phật ngủ rồi. Hiểu ý không? Rồi cái khi mình giận quá, cái mình nhịn á, chửi nó một lần cho nó biết tay. Mình nhịn nó quá, nó tưởng mình hiền. Cái gì mà nó đốc xuống mình mà nghe rất êm tai, đó là thiên ma. Còn mình tức giận rồi nó làm cho mình khó chịu, mình phiền não, cái đó là phiền não ma. Còn mình sống á, lúc nào cũng cứ phập phồng sợ chết. Chết rồi để của không biết lại cho ai. Cho nên đi ngủ ôm, ban ngày không dám, ban ngày thì thức, ban đêm không dám ngủ, lúc nào cũng sợ ăn trộm mua nhà hết. Thí dụ vậy. Cho nên ma nó có bốn loại: phiền não ma, thiên ma, tử ma, ngủ ấm ma. Thì bây giờ Pháp Hòa xin thưa đại chúng, mình tu tập phải chịu khó nghe Pháp. Nghe để biết Phật dạy cái gì. Phật chỉ cho mình biết tu tập tâm gì, tâm gì, tất cả mọi sự hiện khởi nhận rõ ra nó. Phải có người trợ duyên cho mình. Cho nên á, có nhiều khi mình đi chùa, ông xã không có đi, nhưng mà ông rất vui lòng chở mình đi. Có thể ông không vô, thôi không sao, ông chở đi chùa là ông ngoại hộ mình rồi đó. Vậy thì công đức của mình được một phần là mình đã tu tập tạo được cái phước đến mức là ông chở mình đi rồi. Ráng tu giỏi nữa để ông coi coi mình làm ăn sao để ông vô chùa. Ông nói bà vợ tôi khá lắm, đi chùa có chuyển hóa, bữa nào tôi vô theo. Còn mình đi chùa, mình về nhà y chang mà không chừng còn hơn hồi xưa nữa. Ông nói tôi khỏi đi. Tại vì tôi thấy bà tu bà đâu có được gì đâu, bà còn tệ hơn nữa. Mà tôi mai tôi chưa đi, tôi ở nhà tôi nhịn, bà tôi vô chổng chắc tôi hơi giống bà nữa, chắc chết. Thành nữ là ráng chuyển hóa. Bốn điều phải không? Nghe Pháp, tinh tấn, thiện tri thức, ngoại hộ, và đồng gì nữa, phải điều phục cái tâm mình. Được như vậy đó thì sự tu tập của mình nó có khác. Không? Cho nên mình nói để làm gì? Nói để biết. Biết không phải để nhiều đó. Cho nên Phật dạy trong kinh á, người nói Pháp hiếm và quý lắm. Người nói Pháp rất quý, nhưng không quý bằng người nghe Pháp. Người nghe Pháp không quý bằng người hiểu Pháp. Người hiểu Pháp không quý bằng người hành Pháp. Cho nên người nói cũng quý, người nghe cũng quý, người hiểu cũng quý, và người hành quý hơn. Đó, cho Phật dạy rất kỹ như vậy. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa có một chút xíu chia sẻ với đại chúng như vậy. Rồi nếu ai có câu hỏi gì thì quý vị có thể nêu lên, mình cùng học hỏi với nhau. Trong khi quý vị suy nghĩ, Pháp Hòa summarize cái bài này bằng tiếng Anh để cho các vị Phật tử không hiểu được tiếng Việt cũng hiểu. Tội nghiệp các vị nãy giờ cũng ngồi chịu khó với mình, thì mình nên bày tỏ cái tâm trân trọng của mình đối với sự có mặt của các vị. First of all, I would like to appreciate and thanks for your patience.
Your patience is one of the most important in our daily practice. Because if you want to success anything in daily life, patience is one of the key, one of the instruments to help us to success. Even you are a student, you are a boss, or you are a laborer, you are a wife, you are a husband, any one of us, we all have a goal that we want to achieve. So if you want to achieve some goal you want, anything you want, one of the instruction to be patient. And we can see right away, we sit in the group of 100 people who understand everything except me, but we still sit calm, relax, even though we don't understand the word, but we can see their laugh. I remember one day I was given a public talk in Maryland, and there was a monk who came to me and said, "Thầy, I would like to thank you so much for your Dhamma talk." And I said, "Oh, do you understand what I said?" He said, "No. But I see people laugh a lot, and I know that's a good talk." You see that? So one is the way to express. One of the way that you can enjoy and happy along with what people happy. And what is that practice? No jealous. Patience, no jealous. He patient in the audience without, because he does not understand anything, right? But he's so joyful along with the Vietnamese group because he see people smile. He doesn't know what happened, but he knows something very funny, something happy, so people laugh. I laugh along with them. Have you ever seen kids? Sometimes they don't understand anything, but they see us laugh, we clap our hands, and they do the same thing. So in one of our daily practice, be happy along with others' happiness. That is one practice. Why? Because we try to increase the joyful for us and for many without jealousy. We try to be nice and make the atmosphere calm, relaxed, happy by our patience. Sometimes you in the area, or maybe at home, there are a lot of things that make you upset. But because many people, many guests here, we cannot make everything destroy. Sometimes maybe an organizing, an event, a party, and we disagree for something, do not explode. But your patience help you to solve the environment, the communication, the relationship. So two things very positive. It's negative, but after that, we transform. What is this called? The Buddha said, if we able to endure anything difficulties, happy at this moment, happy, just like before and after. This is before, this is after. So anything we start, never success right away. They need times, right? Even you, sometimes when we say, "Oh, I want something fast to eat," what do we think? An egg, fry an egg, make instant noodle. But even you fry an egg, you still need to wait for the pan to get hot, and few minutes to make the egg cook. Even you want to make instant noodle, you still need 3 minutes to make instant noodle cook. So 3 minutes, still minutes to wait. So if we cannot have patience to wait, nothing can be appear. When we are driving, sometimes we need to wait
do not yet fast. I just share a few things about Bhutan, one of the happiest country in the world now. In their temple is the capital city. They don't have traffic lights. All they do is have some sign on the street to remind people when they are driving. Drive risky after a whiskey. So if you finish a whiskey, drive risky, right? Fast driver cause disaster. So these are all the beautiful words we can learn, and it's more power than a traffic light. Because it click in your mind, it wake you up when you are doing something wrong. So, what is the practice here? Anything we still struggling with, this is the point we need to focus and practice. If everything so smoothly for us, you don't have to practice anything. It's nothing wrong. Why you need to fix, right? You only fix when something is wrong. You don't need to fix when something is nothing wrong with that. In Buddhism, we call tu. Tu means fix. So fix only things that problems. We do not need to fix anything when they're still in a good condition. So when we reflect back to us, what we still have problem with? Temper. I have a hot temper. So hot temper is the subject for you to practice and work on. I have a lot of greedy. Greedy is a subject for you to practice. So each of us, we have our own problems. And when we listen to the talk, the teachings, the Dharma, we just right receive the rain, the water. Try to find your tree. What need more water and water it. We all have plants in home. We all have trees around. And you know what capacity water the tree can take. Give them the water. This pot don't need much, little bit. Bigger one need more water. We have the water in hand, but we need to be wise to give water on the different pots. You clear on that? So this is what I want to remind. When we say, I am going to the temple, I learned some Dharma, some teaching, so I can fix me, then you know what do you need to fix. Fix on what you have problem with. Anything is not yet broken, still in a good condition, you don't need to fix. You only fix things a problem. You fix your mind. You fix the way you look at people. Always doubt. Always misunderstanding. Fix that. When you talk, you never talk in a nice way. Fix that. So anything we're still struggling and we still cannot make it yet, make it. So if you, as you, so what is the final word? Make my day. Make your day in such a way that you feel happy and bring that happiness to your loved one. We all have the intent to love. We all have the intent to love someone and want someone to love us back. So love is very beautiful in life. We want to love and we want to be loved. The problem here is how to make people love you and how you love people. You want people to love you? Do something to make them love you. You want to love someone? Learn how to love. So we both in a happy condition, right? So thank you for your listening and thank you for your practice. Any question? It's free tonight. Quý vị có hỏi gì không? You are enlightenment. Giác ngộ hết rồi. Hay là đang ngủ?
Có gì hỏi không? Thôi nếu quý vị không có gì hỏi thì chúng ta sẽ hồi hướng kết thúc buổi sinh hoạt tối hôm nay. Cái cách Pháp Hòa làm phước á, và Pháp Hòa chia sẻ cho quý vị, đây là cái cách của Pháp Hòa nha. Nếu mình đợi mình có nhiều tiền để mình làm, mình không làm được. Bây giờ quý vị đi làm, một tháng quý vị lãnh lương, một tuần quý vị cho người 10 đồng, một tuần 10 đồng bên kia, bên kia bỏ vô cái ống heo đó bên kia. 4 tuần mình có 4 tuần, 2 tháng mình có 8 tuần, và cuối năm mình sẽ có được một khoản tiền nhỏ nhỏ mình làm thiện. 10 đồng đó bây giờ một cái burger là hết rồi. Nếu mà thêm một ly nước, một cái fries nó kêu là combo là hơn 10 đồng. Tại nó nếu 10 đồng đó mình giữ lại nó, một người nghèo sẽ hưởng. Đợi tới mình có bạc trăm bạc ngàn lâu lắm. Làm phước nhỏ nhỏ chứ. Hàng ngày Phật tử cúng dường, Pháp Hòa đâu có xài gì nhiêu đâu, toàn là để cúng dường của thế. Cúng dường chư tăng, làm việc thiện. Và khi mình làm được việc thiện mình vui lắm, là tại vì mình biết rằng mồ hôi nước mắt mà Phật tử dành dụm cho mình đó, mình không có phí. Mình không có xài tầm bậy để mình phụ cái tấm lòng của Phật tử. Quý vị gặp Pháp Hòa quý vị thương, quý vị cúng dường, nhưng mà đó là cái tiền của quý vị dành dụm. Cái sự nó bày tỏ bằng tình thương, nhưng mà đó là mồ hôi nước mắt của quý vị. Cho nên Pháp Hòa trân trọng từng đồng quý vị cho để mình làm việc thiện. Pháp Hòa nhắc hoài trong chùa, một miếng bánh mình ăn, một tờ giấy mình lau chùi đều vô Phật tử, chứ không phải của mình. Mình không có cái gì hết á. Bản thân mình không có một cái gì hết. Tất cả đều của đàn na tinh thí nhịn ăn bước mặt để cho mình. Thế thì mình không có quyền phung phí. Mà người ta cho mình là tại mình tu, tại mình có cái hạnh tu, người ta mới tới với mình. Chứ người ta tới với mình không phải vì mình có bằng cấp, hay mình giỏi cái này, mình giỏi cái kia. Mà người ta đi tìm là người ta đi tìm một cái mục đích. Cũng giống như á, xin phép mình nói nhiều khi ngoài đời cũng vậy. Người ta đi tìm một người chồng tốt, một người vợ tốt, chứ ta đâu nói tôi đi tìm một người chồng đẹp, một người vợ đẹp. Thật ra cái đó cũng có nhu cầu. Nhưng mà giữa cái đẹp và cái tốt, tốt tâm, tốt tánh thì người ta nhận cái tâm tâm hơn. Nhiều khi cái sắc tướng nó càng khổ hơn là cái tâm tư của người đó. Từ đó mình hiểu được. Cho nên mình làm phước, mình làm điều gì, cái cách của Hòa là mỗi ngày thì ở đây mình học kinh, mình tu của nhà. Mỗi ngày quý vị dành 15 phút, 20 phút ngồi thiền tụng kinh. Ai ngồi thiền 10 phút, đọc một bài kinh 10 phút, 20 phút thôi. Mà quý vị đều làm như vậy mỗi ngày 20 phút, sau một năm, đại chúng sẽ thấy bản thân mình khác lắm. Tại vì sau một năm bài kinh đó mình tụng, không lẽ nó không thấm trong mình chút nào sao? Không lẽ cái sự định tĩnh nó không cho mình được 5 phút trong 10 phút đó sao? Dù mình ngồi 10 phút mà mình mất chánh niệm mất 5 phút, còn 5 phút còn lại, 5 phút đó mà dồn một năm cũng đỡ lắm. Còn hơn mình vung vẩy suốt ngày. Cho nên giờ phút nào mình ngồi lại, cái thân, cái miệng, cái ý, mặc dù cái ý có thể nó chạy, nhưng mà ít nhất cái thân nó ngồi, ít nhất cái thân nó ngồi, và ít nhất cái miệng bây giờ nó không nói gì nữa hết, chỉ đọc kinh thôi. Chứ còn bình thường nó nghĩ thôi tôi không có duyên quá, tôi ngồi sao tôi buồn ngủ quá. Vậy là mà đứng dậy cái là hết buồn ngủ, mà hết buồn ngủ là tỉnh, mà tỉnh là tao nghĩ nói này nói kia cả ngày cả buổi vậy. Cho nên riết rồi mình thành một cái người nói mà nói riết ngày nghe.
Và em thấy mình đâu cái mấy đứa nhỏ nó né đó, tại nó sợ mình thuyết pháp bài cũ. Ví dụ vậy đó. Cho nên là cái cách tu của mình, cái cách sống mỗi ngày chút, mình không có dám phát nguyện lớn, cứ phát nguyện nhỏ nhỏ đi. Ví dụ mình phát nguyện là con nguyện là độ vô lượng vô số chúng sanh, mình thấy lớn quá phải không? Giờ mình nguyện nhỏ đi, con nguyện độ những ai có duyên với con, đặc biệt là những người trong đời này. Ví dụ bây giờ mình có một đứa con, có thể đứa con đó là cái đứa con ngỗ nghịch, thì nó chính là cái đối tượng để mình độ qua cách tu, cách sống. Và nhiều khi chính nó như vậy, mình phải thấy được nghiệp lực, ráng sám hối tu tập. Không có nó mà đọc tụng. Phải vào ví dụ, nếu cuộc đời mình không có hoạn nạn, chắc gì mình quỳ trước Phật một cách thật chính. Nếu cuộc đời mình suôn sẻ là mình chỉ đi chùa ngày Tết cho vui, rồi tới với bàn Phật là chọt cho nhem thôi, chứ không phải là cắm nhem. Nhìn Phật, Phật thấy con. Rồi mình nhìn lên mình khóc một cái để cho Phật thấy mình attract Phật pay attention. Mình phải đứng ngay giữa. Cho nên nhiều khi cái khổ đó chính là cái đối tượng để mình phát tâm mình thôi. Nếu mà mình đang lái xe ngon lành bên này mà không thấy cái xe bên kia mà nó bị phạt á, dễ gì mình nhẹ thả ga xuống. Thành ra một người chịu xui để mình hơn. Bên kia là bật cái đèn cảnh sát lên và bị phạt, bắt đầu mình bên này hạ xuống. Như vậy thì trong cuộc đời này mình thấy một cái cảnh duyên khổ của người khác, để nó là một cái hình ảnh, một cái tiếng chuông, một cái đối tượng để nhắc mình thôi. Chỉ trong vòng có 2-3 ngày ở đây thôi, Phó Hòa nhận 3 cái tin. 3 người Phật tử Phó Hòa biết mất ở tuổi 40. Ngày hôm qua một chị Phật tử sinh năm 85 mới vừa nói chồng cho Phó Hòa nghe. Một anh Phật tử đi làm về lên giường nằm ngủ luôn. Mà những người đó là những người không bệnh. Như vậy mình nghe một câu chuyện đó đâu phải để mình dĩnh dưng, để mình ôm ấp và mình thấy mình, mình thấy mình còn may mắn. Ngày hôm qua có một vị vô thăm, thì anh mới hỏi với Pháp Hòa, nhiều khi con muốn làm thiện lắm mà con không giữ được cái tâm thiện của con, nghĩa là con dễ thối lòng, con dễ bỏ cuộc lắm. Thì Pháp Hòa mới chia sẻ với anh cái cách Pháp Hòa làm sao giữ tâm đó, để mình sống, mình tu, mình làm được việc lành. Vì Pháp Hòa suy nghĩ, nếu một giây phút sau mình chết mà việc lành ngay trước mặt này mình không làm, thì mình có cái gì để mang theo trong giây phút sau? Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy đó. Cho nên nhiều lúc cái việc này nó ngay trước mặt mình, làm trong khả năng mình mà, trong khả năng mình mà nó ngay trước mặt mình nữa, thì mình làm để lỡ cái giây phút sau mình không còn thì mình không hay biết. Hồi nãy đang lu bu chỉ dẫn sắp xếp trên chánh điện thì có một gia đình tới gặp Pháp Hòa. Thầy cho con xin chút xíu thời gian, con có việc gia đình em của con. Mà Pháp Hòa đang lu bu có gấp không, thì chị cũng lừng thừng gấp, cũng hơi tại vì gấp đi về thôi chứ có gì gấp. Thôi mà đây cho Pháp Hòa một chút xíu thời gian để Pháp Hòa sắp xếp. Vừa sắp xếp xong cái bị lôi vô làm người mẫu. Chỉ có vậy thôi. Mà trong suốt thời gian đứng, Pháp Hòa cũng yên tâm. Vì trong lòng mình biết mình còn nợ một người, mà người ta rất cần gặp mình chỉ 5 phút thôi, mà mình chưa làm được. Đứng xuống cái khoảng đứng đó mà không yên tâm. Xong rồi Pháp Hòa dự trù ở trong bụng á, có lẽ lát nữa qua hướng dẫn ăn cơm xong Pháp Hòa sẽ đứng dậy không ăn bữa cơm đó để đi tìm cho được cái người. May quá Pháp Hòa vừa qua phòng thì các vị cũng được hướng dẫn vô phòng. Trong lòng mình nó nhẹ lên, tại vì mình luôn suy nghĩ thà
thảm biết thôi, mà mình biết mà mình không làm được, mà không biết người ta có chuyện gì mà người ta chỉ xin 50 phút cũng khó chịu. Thì khi nào mà mình sống mà cái tâm mình như vậy đó, thì mình nhìn lại mình biết là mình được như vậy thì không có gì để khoe, nhưng mình tự mừng nữa. Mình tự mừng với mình là mình chưa cô phụ, mình chưa sống ràng rỡ đến mức độ thờ ơ bất chấp. Nhiều lúc không phải đứng chụp hình, đứng như cái bức tượng để em thôi sợ lé, xem qua đây lé sao. Thì một Phật tử ta chụp xong rồi ta bước ra, ta chào, ta đi về, mà mình không dám quay qua, mà trong lòng khó chịu, không biết ta có hiểu lầm mình sao ta chào mà mình không đáp lại. Cho nên rồi khi mà cái vị kia vừa chụp xong đó mình bước ra, thì Pháp Hòa lại nhanh nhẩu xây qua để xá chào, để mình không mắc cái lỗi là mình đứng mà người ta chào mình không có, mình không có đáp. Cho nên Pháp mình làm việc lớn không làm được, làm việc nhỏ. Thì Pháp Hòa mới đem một cái ví dụ, chính Pháp Hòa nghĩ như vậy. Cho nên bất cứ một việc gì làm được mà trong cái khả năng của mình, ráng làm. Cái ngày là hôm bữa hôm kia, thứ năm, từ Austin, nó từ San Antonio trên đường rồi này, Pháp Hòa có một cái hẹn cầu nguyện cho một gia đình ở tại Dallas lúc 8 giờ tối. Mà buổi chiều đó ra khỏi chỗ đó là chỗ cái là tang lễ là 2 giờ 3 giờ, mà Pháp Hòa còn mấy chỗ nữa phải không? Thì khi đến chỗ này cái có người đó nói, thầy có rảnh không, thầy ghé nhà con một chút. Mà đâu có trong chương trình, mà mình lại muốn đi về sớm. Mình cù cưa nhưng mà từ chối thì cũng muốn, mà trong lòng cũng không nở. Cuối cùng anh mới nói tại mẹ con đau cái chân, thời chiến tranh đó, bà bị mắc nạn, cho nên rồi từ đó chân bị yếu. Nghe như vậy có người nói thôi anh tài xế chịu khó cho ông là tắt vô đó. Thì Pháp Hòa nói với gia chủ Pháp Hòa đang ngồi đó, thay vì Pháp Hòa ngồi ở đây 20 phút thôi, giờ mình bớt 10 phút nha, mình cúng dường cho nhà kia 10 phút, mình tranh thủ mà đi thăm bà cụ xong rồi vô cái biết bà quê hồi nhỏ bà không nhớ pháp danh, cho nên Pháp Hòa khuyến khích bà thôi 80 mấy tuổi rồi, thôi bà đọc lại quy y đi, Pháp Hòa cho pháp danh mới. Mặc dù về trễ một chút, nhưng đi trên xe thầy trò huynh đệ trong lòng nhẹ nhàng, tại vì tất cả những gì mà trên đường mình đi mà các vị có nhu cầu dù chỉ 5 phút 10 phút mình làm được. Thầy Pháp Hòa chia sẻ như vậy để lại chúng thấy là nhiều khi cái sự tu tập của mình nó không có phải cái gì ghê gớm đó. Làm sao trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, có nhiều khi con mình nó chỉ cần mình 5 phút mình không có gì nha. Có một anh Phật tử khi chia tay rồi thì anh ở một cái tiểu bang, thì đứa con anh nó đi theo mẹ nó ở một tiểu bang, thì mỗi năm mỗi tháng anh đều gọi thường xuyên liên lạc với nó. Thì có cái năm đó lễ sinh nhật đó, anh mới hỏi năm nay con cần cái gì ba cho con. Nên đây con không muốn cần gì hết, con chỉ cần mỗi ngày con biết ba ở chung thành phố với con, ở gần con là con hạnh phúc rồi. Anh nghe như vậy, anh quyết định bỏ cái việc ở đang ở cái hãng đó, ở tỉnh đó, qua một tiểu bang khác sống gần gũi con. Và chính cái anh chia sẻ, khi mà con nghe đứa con nói như vậy thì con thấy tiền bạc bao nhiêu con làm nó cũng không đổi được công đoạn đó. Có những đứa con nó nghe mình đâu là nó chạy, nó xách dép nó chạy thì nó sợ. Còn bây giờ nó muốn gần gũi với mình, tại sao mình lại không? Ở đâu cũng là đi làm, ở đâu cũng kiếm tiền để nuôi thân ngàn hai bữa, mà cái tình thương là nó vô giá. Cho nên mình ăn cơm trong gia đình, mình im lặng để mình nhìn nhau. Hồi chưa ăn cơm, Pháp Hòa đâu có nhìn xuống chén cơm ăn hoài, lâu lâu Pháp Hòa nói lên
thấy bác này cô kia chú nọ ai cũng ngồi ăn một cách rất là trang nghiêm, rất là dễ thương, và mình thấy hồi trưa một cái không khí nhẹ nhàng, 500 người hơn ngồi ở trong chánh điện đây mà không có một tiếng ồn nhẹ. Đó là một năng lực, đặt một năng lực tu tập. Cho nên mình ăn cơm cũng có mặt rồi. Và mỗi ngày trong đời sống mình nó sẽ có những câu chuyện xảy ra. Và cuối ngày mình ngồi lại, mình nằm xuống, mình nhắm mắt lại, rồi mình nhìn lại coi ngày hôm nay mình đã giải quyết mọi việc như thế nào. Và tự nhiên mình thấy trời, lúc đó mình nói cái câu đó xong, mình giải quyết được cái việc đó, mình rất là mừng. Tại mình đã cứu vãn được tình thế. Chỉ một câu nói của mình, bảo ai biết lầm, người ta đang có hình như đang hiểu lầm, mình tới mình một câu nói của mình giải tỏa một cái hành động của mình, một cái cách của mình như nó thấy là mình đủ bỏ phước mỗi ngày. Không có làm phước lớn, làm phước nhỏ, chuyện gì nhỏ nhỏ mình làm được, làm phước. Cho nên đi làm kiếm tiền bỏ vô ngân hàng, thì mỗi ngày mình sống tạo phước bỏ vô ngân hàng phước. Mình phải có hai ngân hàng, ngân hàng tiền của vật chất và ngân hàng phước lành. Mà phước lành đó không, nhiều khi không phải là bố thí cúng dường, mà là cái cách sống của chúng ta, cách đối xử của chúng ta, ngôn từ của chúng ta. Tại vì khẩu nó có khẩu đức, đức của thân, đức của miệng, đức của ý. Mình cái phần nào mình tạo ra, mình có cái đức của nó, cũng giống như bổn phận vậy. Mình làm nghề gì phải có đạo đức. Người ta hay nói làm nghề gì cũng được, mà nghề đó mình làm phải có đạo đức. Ví dụ mình buôn bán phải có đạo đức của buôn bán, không có lường cân tráng đấu lường gạch người ta. Thí dụ này. Cho nên đó, sự tu tập của mình, Pháp Hòa hay chia sẻ với lại chúng những câu chuyện nhỏ nhỏ, để rồi mình lấy cái đó mình làm cái bài học cho mình. Tại vì mỗi người ai cũng có những bài học rất hay trong cuộc sống, để chúng ta vươn vào những câu chuyện đó, và chúng ta thấy mình ở đâu đó, mình cố gắng tu tập. Thưa đại chúng, hồi sáng này á, rồi trong khóa tu này mình nguyện tụng kinh Pháp Cú. Quý vị có những hồi sáng có đọc không? Kinh Pháp Cú. Thì cái quyển kinh này á, nó thuộc về một bộ kinh. Nó là một trong 16 bản kinh trong một bộ kinh tên là Kinh Tiểu Bộ. Thì kinh Pháp Cú là một trong 16 bộ kinh trong một kinh tập dày như vậy. Thì tổng cộng Pháp Cú gồm có 423 câu. Và người ta nghĩ rằng á, kinh Pháp Cú này á, nhiều khi đã được sưu tập, đã được truyền khẩu từ thời của Đức Phật. Tại vì Đức Phật đi độ người, có những lúc Đức Phật nói, nhưng mà có lúc Đức Phật chỉ ngâm những cái bài kệ, nó thu gọn cái ý để cho người ta làm cái đó làm nền tảng. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một cái người đó, người ta đang phiền não một việc gì đó, thì mình đọc một câu. Ví dụ Pháp Hòa nhớ là Đức Phật Thầy Tây An có một bài: điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn nguyên. Lòng trung kiên muôn thuở còn nguyên, dù ai nặng nhẹ trong điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu ngã lòng không khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Hai câu cuối thôi. Việc chi còn ở trần gian, đều là huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Thì mình thuộc được câu đó, thì mình gặp một cái người đó, người ta chắc, người ta khổ, đọc câu đó vui buồn thương ghét gì đó, cũng đều là tạm thôi, đừng có để lâu. Thì Đức Phật cũng vậy, có những lúc Đức Phật dạy như một lời nói, nhưng có rất lúc Đức Phật chỉ ngâm một bài kệ mà người ta thấy được cái ý trong đó. Thì lâu ngày các cái cao kệ đó được gom lại,
kết tập thành một bộ sách, một kinh có tên là Pháp Cú. Pháp là Phật Pháp. Pháp này là chân lý, là con đường. Cú này là câu. Vì cái câu này nó có khả năng dẫn cho mình ra khỏi cái đường khổ đau tâm hồn. Và sáng quý vị đọc rất nhiều câu hay đó. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó thắng tôi, la tôi. Người nào ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không vui. Nhưng ngược lại, nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, thắng tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự luôn. Pháp cú. Bây giờ nếu mình lỡ mình ghi câu đó mình nhớ lại. Như mái nhà khéo lợp, mưa ắt xâm nhập vào. Cũng vậy, người không tu não phiền sẽ xâm nhập. Nhưng mà ngược lại, như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Người nào tâm khéo tu, não phiền không tác hại. Mình đọc được câu đó, nó trở thành ra một dẫn mình ra khỏi khổ đau đi. Hồi nãy mình quá trời khổ đau gì những câu nói giờ mình nhớ. Mình là mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Tâm mình đã khéo tu thì não phiền không tác. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ có từ bi giúp được hận thù. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư nhiễm ô, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nhưng ngược lại, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Vì nhân quả nó tương đồng. Thể mình kéo cái khổ thì khổ nó theo mình. Thể mình vướng cái hạnh phúc thì hạnh phúc nó có. Để pháp cú mà. Vậy thì chữ pháp này là con đường. Con đường này là con đường đưa đến chân lý, hạnh phúc, an vui, chứ không phải là những con đường đưa mình tới khổ. Chữ Dhamma, mình quy pháp đó. Hồi nãy mình quy pháp. Quy pháp là quy y trở về nương tựa con đường chân lý thoát khổ. Cái quyển pháp cú này á, là một bản kinh rất là phổ thông trong truyền thống của Phật giáo Nam truyền. Gần như các Phật tử trong các tỉnh xá, phần lớn là các vị thuộc kinh Pháp Cú. Ngày nay, xưa giờ, kinh Pháp Cú được chuyển tải ra nhiều ngôn ngữ nhất. Kinh Pháp Cú mà nếu mà nói ra là trên thế giới này là được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất. Nội bản dịch tiếng Anh thôi nha. Nội cái bản dịch tiếng Anh mà bây giờ mà gom lại là có chục bản tiếng Anh. Cả gần cả chục bản hoặc là hơn. Chứ không những bản kinh Pháp Cú dịch tiếng Anh. Riêng bản tiếng Việt của mình cũng có mấy bản dịch. Và tùy theo mỗi người thích những bản dịch nào thì chúng ta đọc. Có những bản dịch đó, các ngài dịch từ chữ Hán ra chữ Việt. Tại vì người trước đã lấy từ chữ Phạn dịch ra Hán. Rồi các tổ, các vị hòa thượng mình giỏi chữ Hán cho nên dịch từ chữ Hán sang chữ Việt. Nhưng mà có cái bản dịch như bản dịch này. Cái bản dịch mà chúng ta đọc hồi sáng là bản dịch dịch thẳng từ tiếng Pali sang tiếng Việt chứ không cần qua trung gian chúng ta. Là Hòa thượng Minh Châu ngài dịch thẳng từ bản tiếng Phạn. Và vì là ngài dịch sát với cái nghĩa của Pali cho nên nó không phải là một thể thơ mà nó có vần, mà cốt là nó lột được cái ý và sát chuẩn với bản Pali. Cho mình đọc chữ câu mình thấy nó không có vần, nhưng mà chủ của ngài không phải để làm thơ, để làm vần, mà ngài dịch cho nó sát với cái nghĩa của Pali để mình đọc cho dễ hiểu. Thì tổng cộng là 423 câu. Mà bây giờ Pháp Hòa nói mà quý vị mà 423 câu này mà lượng được 50 câu bỏ túi thôi. Bây giờ một ngày mình thấy một ngày, bây giờ thôi 30 câu cũng được. Một tháng mình có 30 ngày.
mỗi ngày mình đọc một câu pháp cú. Và nếu mình lượm được 30 câu trong này, chắc chắn mình sẽ thành thánh 30 câu. Đó. Không lẽ nãy giờ Pháp Hòa đọc mấy câu hay không? Pháp Hòa cũng lượm chứ không dễ thôi. Câu nào hay mình lượm bỏ túi thôi. Thì mình nhờ mình lượm cái câu như vậy. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù như giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Dễ không? Vui thay chúng ta sống. Rồi, giữa những người ốm đau, giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau. Thì vì vậy mà cái kinh pháp cú này á, 423 câu này được chia ra làm 26 phẩm. Phẩm song yếu. Song yếu là gì? Hai cái phẩm nó tương đương với nhau. Thí dụ câu này nói nghịch vậy, câu này nói thuận. Thí dụ nãy qua đọc vậy đó. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, thắng tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nhưng mà ngược lại, nó mắng tôi, chửi tôi, nó thắng tôi, đánh tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Xong là xong cùng. Yếu là cái cốt yếu. Hai câu nó đi song song. Rồi cái phẩm thứ hai là phẩm không phóng dật. Không phóng dật là gì? Không có buông lung. Và tất cả những câu nào mà nó có tính cách hướng dẫn mình không phóng dật, không buông lung vô một phẩm. Phẩm thứ ba là phẩm tâm. Phẩm nói về tâm. Những câu kinh pháp cú nói về tâm. Rồi phẩm thứ tư là phẩm nói về hoa. Hoa đây là diện phản hoa và chất này. Nhưng mà người ta mượn, người ta mượn cái câu đó. Ví dụ trong câu nào mà có chữ hoa trong đó, ví dụ trong này có một câu: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa, không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa, có làm có kết quả. Tức là những lời nói mà nó đẹp như hoa, thì tất cả những câu nào nó có ý tứ về lấy cái hoa làm biểu tượng cho cái đẹp trong cuộc sống, thì nó vô một phẩm tên là phẩm hoa. Phẩm kế tên là phẩm ngu. Phẩm ngu là gì? Chữ ngu trong Phật giáo, trong cái nghĩa của chữ Hán á, nó không có cái nghĩa là mình chửi người ta ngu đần, ngu độn. Chữ ngu là gì? Khi sống mà không thấy được chân lý, lẽ thật thì gọi là ngu. Hay là mình nghĩ mình thông minh, mình lấn lướt người ta để mình lường gạt người ta, mình nghĩ là mình thông minh. Nhưng với người trí thì cái đó là dại. Tại vì mình sống mà mình tạo nghiệp mình không biết. Mình chuốc oán gây thù mình không hay. Mình tạo tội, tạo lỗi mình không biết. Thì mình cho mình là người, hoặc là người thông minh mà tự cho mình thông minh. Còn người ngu mà người dại mà cứ biết là mình dại, cho nên không có nổ, không có show up, không có khoe khoang và biết học hỏi. Cho nên trong phẩm ngu có một câu: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Hồi đó có ông dạo các chùa hay lấy cái câu này nè, rồi in ra bỏ bao lì xì á. Mà Pháp Hòa cứ nhắc miết, trời ơi, lấy kinh pháp cú á, cho là tốt, nhưng mà đầu năm đầu tháng phải bỏ vài phẩm ra, trong đó cái phẩm ngu là không có đem vô được. Tự nhiên đầu năm đầu tháng mà rút ra câu: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Đầu năm đầu tháng ta đọc câu đó ta vui sao nổi. Như vậy quý vị thấy rõ ràng, tuy là Phật Pháp, nhưng mình phải biết lúc nào để mình thể hiện Phật Pháp. Tại vì nếu là Phật Pháp mà không thể hiện đúng lúc thì nó làm sao? Nó phản ứng trở lại, nó không có tác dụng. Vì mình cho không đúng lúc, mình cho không đúng lúc. Rồi trong này có ông phẩm nói gì chết. Cha chết, thằng con chết.
Trời ơi, đầu năm đầu tháng mà rút ra ta thấy mấy câu đó. Cho nên được quyền trích kinh Pháp Cú để tặng cho bạn bè, nhưng phải lựa những câu hay. Chờ đó mà ngồi mà soạn cái câu này để bỏ vào bao lì xì là Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa đánh dấu. Câu nào được cắt ra copy, câu nào không. Tại vì nó là Phật Pháp nhưng bình thường vậy là giảng được. Nhưng mà tự nhiên mình đem tặng cho người ta là mình cố tình mình bỏ vô rồi. Phải không? Tặng cho người ta cố tình bỏ thì phải lựa, lựa những câu nào nó có cái tính chất hướng dẫn tu tập thôi. Chứ còn có những cái câu nè, dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Tết đầu năm tự nhiên dũa người ta câu. Người ta câu này là câu kinh chân lý, nhưng mà người ta đọc cái tính cách của người dũa nữa. Dầu sống 100 năm không bằng sống 1 ngày. Thấy được chân diệu ta. Cho nên quý vị, đây là cái ý tứ của Phật Pháp. Phật Pháp mà nói không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng người, nó trở thành ra trật lắm. Như vậy thì làm sao gọi là kinh? Nếu ai hỏi mình, đối với Đạo Phật, chữ kinh nghĩa là gì? Thì mình trả lời, kinh có hai nghĩa. Một là khế lý, nói cho đủ chữ là khế kinh, còn chữ kinh là nói tắt. Một chữ kinh là nói tắt, còn nói đủ chữ là khế kinh. Kinh có hai nghĩa, một là khế lý, hai là khế cơ. Khế lý là phù hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ. Nếu mình nói đúng lý mà trật cơ thì người ta sẽ không tiếp nhận, thì cái lý mình nó làm sao, nó uổng đi. Giống như một đứa nhỏ, một nhỏ xíu lên nó thăm thầy, bữa nay sinh nhật của con, thầy chúc cho con đời vô thường vô ngã. Sống nay chết mai gì. Trời đất ơi, một đứa nhỏ nó đâu cần nghe mấy cái đó đâu. Mặc dù mình nói chân lý đó, mình không nói gì sai hết á, nhưng mà nó đâu có phù hợp với cái tuổi tác của một đứa nhỏ. Rồi một cái người Phật tử, người ta sơ cơ, người ta không biết gì hết, ta mới bắt đầu nghe Pháp tập tu, mình cũng phải nói cái gì phù hợp với cái tâm lý, tâm nguyện của người ta. Thí dụ người ta bệnh quá trời, người ta vô, ta xin thầy cầu an cho con được khỏe mạnh, tôi cũng bệnh sắp chết thì tôi cầu cho ai? Chân lý là đúng, thầy cũng bệnh dữ lắm. Thầy không nói nó trật, nhưng mà người ta tâm lý, người ta được gặp mình để mình cho một lời chúc phúc. Chẳng những mình gặp nhau đó, mình chúc hoài sao, chúc chị khỏe mạnh nha, năm mới được hạnh phúc vui vẻ nha, và biết ta có gì không. Nhưng mà không thể làm hơn khác hơn được, vì cuộc sống nó phải khế lý khế cơ, phải không? Và chúng sanh người đời đã nói như vậy, Phật Pháp nói như vậy. Cái này trong cái giáo lý mà gọi là tứ tất đàn, bốn pháp để thành tựu chúng sanh đó. Cái này gọi là gì? Thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là sao? Thế giới ta nói vậy, mình nói vậy. Bây giờ thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 1, bây giờ là 3:15 chiều, mình đang ngồi ở đâu? Mình nói đang ngồi ngay tiểu bang Texas ở thành phố Dallas này. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam mà mình nói này là trật, phải nói lại thưa đại chúng, bây giờ là ngày 14 tháng 1, bây giờ là 4-5 giờ sáng ở Việt Nam, thấy không? Ngày giờ năm tháng không trúng nữa. Như vậy mình nói là mình nói theo ai? Nói theo thế giới này. Thế giới này ta nói ngày giờ năm tháng mình nói vậy, chứ còn học Phật là hiểu. Nói gì cũng trúng trật hết, nói gì cũng trật hết. Tại giờ giờ năm tháng không trúng. Cho nên hôm rồi có ông thầy thấy đi vòng vòng rồi hết chùa này thấy trụ vài tháng, chùa kia thấy trụ vài tháng, cái thầy nói tôi giờ tôi đi chứ người ta hỏi thầy ở đâu tôi biết được, tôi trả lời người ta tôi biết tôi đâu nữa. Và nó dễ thôi, thầy nói tôi ở đây, ở đây là chính xác chứ không có đâu đó. Ở đâu cũng gặp đó, chỉ có bây giờ là ở đây. Hôm qua có một bác Phật tử, thầy nhớ con không? Dạ nhớ chứ, trời thầy giỏi vậy, gặp ở đâu? Gặp ở đây.
bảo đảm câu đó không có trật gì hết. Hôm qua có một sư cô khi mà cổ lẫn rồi, nhưng mà lẫn rất khùng. Mấy đứa nhỏ là nói sư cô nhớ con không, mày làm cái tóc khùng thì tao nhớ mày là ai. Con là ai con nhớ không, thì mày nói trước đi tao nói sao. Rồi khế lý khế cơ là vậy. Cho nên đó là cái phẩm ngu, kế phẩm ngu là phẩm hiền trí, tức là người đó có trí tuệ và người đó là một bậc hướng thiện hướng thượng. Phẩm a la hán tức là phẩm các vị đã chứng quả. Thí dụ nè, ở trong làng mạc xóm làng có một vị thánh vượt tất cả mọi phiền não, vì đó được gọi là la hán. Phẩm ngàn tức là phẩm nói về con số 1000. Thí dụ dù nói ngàn kinh điển không bằng nói một lời chuyển hóa được người ta. Dù mình nói 1000 lời mà không có tác dụng, chi bằng nói một lời mà nó có tác dụng, nó có ý nghĩa. Và cái câu ý, tức là kiểu cái câu đó nó tương tự vậy, nó vô phẩm đó là phẩm ngàn. Kế đó là phẩm ác, tức là cái phẩm nói về những cái câu như là những cái gì nó liên hệ tới cái xấu. Rồi kế cái phẩm ác là phẩm hình phạt, tức là nói về những cái đau gậy mà trong cuộc sống. Rồi phẩm già, rồi phẩm tự ngã, phẩm thế gian, phẩm Phật Đà, phẩm an lạc, phẩm hỷ ái, phẩm phẫn nộ, phẩm cấu uế, phẩm pháp trụ, phẩm đạo, phẩm tập lục, phẩm địa ngục, phẩm voi, phẩm tham ái, phẩm tỳ kheo, phẩm bà la môn. Tổng cộng là 26 phẩm, 423 câu. Hồi sáng này mình đọc được 300 câu rồi, chiều nay ở lại tụng thêm 123 câu nữa. Và Pháp Hòa đã đang giảng bộ kinh này, Pháp Hòa đang giảng bộ kinh này và đang giảng xong cái phẩm già rồi. Thì bữa nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng vài câu trong một phẩm gọi là phẩm tự ngã. Ở trong Phật Pháp á, chúng ta thường nghe là ngã hay là vô ngã. Vậy thì chữ ngã là gì? Nếu nói về con người hay là mọi vật, chữ ngã là tự thể, là nếu mình đó là tôi, là ta. Còn cái vật bông này nó không có ngã là gì? Nó không có một cái thực thể nào được gọi là hoa cúc cả. Vì ví dụ mình gọi là hoa cúc, như mình phân tích thì mình thấy hoa cúc này không có một cái gì để nó gọi là cúc. Thí dụ mình tổng thể này, đây tổng thể này, cúc đây. Nhưng mà mình ngắt nó ra thì là cánh hoa, lá hoa, cọng hoa, nhụy hoa, và không có cái gì gọi là cúc. Như vậy từ những cái cọng, cái cánh, cái lá, cái nhụy, chúng ta gom nó lại một hình thức vậy, chúng ta gọi là hoa. Nhưng mà đi tìm cái thực thể của hoa cũng còn. Con người mình cũng thế. Thí dụ mình xin tôi nói vậy đó. Nhưng mà cái gì lên làm tôi? Chẳng qua là mình có tưởng, có hành, có thức, có thọ, nó phối hợp với cái sắc thân để người ta hiểu được mình đang nói gì thì mình gọi tôi. Vậy thì cái tôi này chẳng qua là do ngũ uẩn nó có mặt. Một khi ngũ uẩn nó không có mặt, sắc thọ tưởng hành thức nó dừng lại, nó không tiếp tục, nó làm việc, thì chữ tôi này không còn. Chữ tôi này không có. Và thậm chí mình gọi đây là cái thân, chỉ đây là mắt, chỉ đây là tóc, tai, không có cái món nào trên người mình gọi là thân. Nhưng mà sở dĩ chúng ta ráp lại đủ hết để chúng ta gọi cái này là thân. Những cái nhìn của Đạo Phật á, là tất cả mọi sự việc nó đều do sự phối hợp của nhiều thứ.
chứ còn tự mình không có gì. Bây giờ quý vị có nói tôi xây cái nhà này đó, thì nói thì nghe để mà mình ghi nhận vậy thôi, chứ còn nếu mà phân tích là không có make sense. Cái nhà này một mình tôi làm được không? Nếu không có gỗ, không có sơn, không có drywall, không có đinh, vậy thì tôi mà làm được là nhờ những cái gì? Những cái vật dụng ráp lại để tự cho là tôi làm được. Chứ còn nếu không có thì tôi làm cái gì? Bây giờ có tôi đây nè, nhưng mà tất cả vật dụng này không có thì cái nhà này, cái chùa này nó cũng có mặt được. Cho nên đi phân tiền mình không có ngã. Đã không có ngã mà con người là chắc ngã, là chắc tôi nói như vậy, tôi nói thế kia và nó hại tôi, nó thế này, chữ tôi, và ai không nghe mình thì mình buồn. Thì đây, khi mình thấy được mình có mình thì là chấp ngã. Rồi mình chấp vào những cái việc mà chúng ta làm gọi là chấp pháp. Và mình thấy mình có thật, cho nên những cái gì nó thuộc về mình gọi là gì? Ngã sở. Đã có ngã thì sẽ có ngã sở, là những cái thuộc về mình. Ví dụ đây, cái chuông này của tôi. Tại vì khi mà người ta tuyên bố, tôi nói, tôi cho thầy đó, thì bắt đầu từ đó về sau là mình dính cái câu đó và mình tuyên bố cho mọi người là của tôi. Nhưng mà thật sự bây giờ này, không ai nói gì với Phó Hoàng kiểu cái vụ chung này hết, thì có dám nhận đây là của tôi không? Vậy thì cái của tôi này là trước đó là của ai? Của người khác. Và bây giờ của tôi, nếu mình chết đi, thì cái của này nó còn của tôi nữa không? Nó không còn. Như vậy thì chúng ta thường cho mình có cái ngã, và những cái gì thuộc về mình kêu là ngã sở. Những cái gì mình biết, mình hiểu gọi là pháp, mà mình dính chặt cho nó là pháp chấp. Chấp vào cái pháp, chấp vào cái ngã, chấp vào cái vật. Thì Phật dạy mình đó, mình quán chiếu để mình thấy, dù tiền của mình làm ra, trên nguyên tắc đạo lý thế gian nó là của mình, tại vì mình làm. Nhưng với cái nhìn sâu sắc cũng không phải của mình. Tại vì nếu của mình thì mình chết mình đem theo. Nhưng mà thật sự mình đâu có đem theo được. Mình lấy cái thiệt đó, mình lấy cái tiền tạm gọi là thật đó, đi ra cái chợ mua mấy xấp giấy vàng bạc thêm. Vậy thì lấy cái tiền thật đi mua cái xấp giấy giả bỏ vô trong quan tài. Vậy đó mà mình vui lắm. Và thậm chí người thân mình cũng rất vui là vì được đem cho người thân mình mới. Mà nếu như mình để thật đồ tiền thật là cho con cháu, mà biểu là con cháu chôn hết đi theo, thì con cháu nó uổng. Và có đứa nó dễ thương hơn, nó đừng có đem vậy, má kêu vậy, trộm cướp cũng được đó. Thôi ký cái check đưa cho má đi. Con để trong tiền trong nhà băng, và con chiến cái xét cho má, má đem theo, má cầm dù má cả. Quý vị hiểu ý không? Thành tử ra với cái nhìn của đạo Phật á, mình cũng không. Chữ không đây nghĩa là không thật có, chứ không phải là không có gì nữa. Không thật có thôi. Đó, bây giờ quý vị tập hợp vậy nè, đó, đông vui vậy nè. Giỏi lắm là tới chiều mai chứ mấy. Đây là nói là giỏi lắm tới chiều mai, chứ có là sau buổi chiều này là mớ là đi về rồi. Tại vì tôi bạc tham thôi, tôi đờ bi thôi, tôi full tham đâu có tu nổi. Thì bây giờ đang đông đủ vậy thì gọi là đạo tràng, là pháp hội. Một lát nữa chiều mai là mọi người về hết vắng vẻ thì nó trở lại cái trạng thái bình thường. Đó, như vậy thì pháp hội này là do đông người, do có thời gian thì chúng ta gọi vậy thôi, chứ còn với cái nhìn sâu sắc thì đó chỉ là một sự tập hợp, rồi đúng giờ nó tan ra. Đây là một bình hoa đẹp, tại vì tất cả các hoa hiện tại đây nó còn đang tươi đẹp, nhưng ngày mai có một cái héo là nó sẽ cái này đi trước, rồi ngày mốt nữa cái nó héo, cái nào héo thì đi trước, rồi cuối cùng một bình hoa này chỉ còn một cánh hoa. Và cánh hoa cuối cùng nó cũng đi theo mây gió. Cho nên chỉ còn gần nhau một ngày này nữa thôi. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng nhận định ha. Ngã, ngã sở. Ngã sở là cái của mình. Mình là ngã.
Cái gì mình cho phục về mình là ngã sở. Rồi những cái mình đã có ngã thì nhất định sẽ có những cái hiểu biết của mình gọi là pháp. Tất cả những hiện tượng gọi là pháp. Và cái pháp nào mình không giải thoát được nó, mình chấp nó gọi là pháp chấp. Không, mà ví dụ như quý vị dạy, quý vị hiểu á, tại sao tụng kinh không thắp nhang? Không có thắp nhang là Phật không có biết, Phật không có chứng, pháp chấp. Trên thực tế không có ai nói thắp tụng kinh phải thắp nhang cả. Mà anh nghĩ phải có cái nhang thì Phật mới chứng. Rồi tới hồi ta thắp một cây không được, thắp ba cây thì đó là pháp chấp hết. Không có ai đặt một cái chuyện đúng thường lệ thắp ba cây. Nhưng anh có biết tại sao ba cây không? Anh không biết cho nên anh mới nghĩ rằng phải đủ ba cây. Chứ còn anh hiểu ba cây là gì biết không? Hương giới, hương định, hương tuệ. Ba cây hương tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà trong cái hương giới nó vẫn có định, có tuệ. Trong hương định nó có tuệ, có giới. Trong một mà nó đủ cả ba. Cho nên không nhất thiết thắp đủ ba cây. Một cây là được rồi. Vì mình hiểu tại sao ba, và mình hiểu được trong một có ba, cho nên dù ba hay một thì chúng ta vẫn không khổ. Cái này gọi là vượt cái pháp chấp. Bây giờ thắp một cây xong rồi, một đứa nhỏ trong nhà mình nó nói ba ơi, má ơi, con dị ứng mùi nhang, ba cất cây nhang đi. Bây giờ ba không cần thắp cây hương vật chất nữa, ba thắp tâm hương. Hương có hai loại, hương vật chất, hương lòng. Số lượng thì có ba, có một. Thậm chí nhang dài quá, thắp đụng nóc nhà, khói quá chịu nổi, bẻ khúc, thắp chút xíu cho nó có khói thâm lên chút, cho nó có cái không khí cúng kiến vậy thôi, được hết. Tại vì sao? Ta hiểu cho nên không chấp. Tôi hiểu tôi đang làm gì, tôi thắp chút xíu cho nó có hương để tôi an tâm, mà cũng không ảnh hưởng đến con tôi. Bây giờ tôi thắp nguyên cây hương Phật chứng, nhưng mà không biết Phật có chứng không, mà con tôi nó chứng rồi. Nó chứng là mình mẩy, nó nổi sảy lên, nó vô bệnh viện rồi đó. Hiểu không? Thành lớn ra mình hiểu tại sao cái đó thì có giảm, có bớt, có không, cũng không thành vấn đề. Hiểu được như vậy là vượt các pháp. Vượt mà không có bỏ, bỏ mà không có khổ, mà làm mà không vướng. Dù làm vẫn không vướng, dù bỏ vẫn không khổ, dù làm cũng không cho là trúng, để rồi đi lòe, đi khoe. Vì tất cả các pháp chỉ là phương tiện. Đấy. Một tiếng chuông cũng là một phương tiện. Bây giờ lỡ không có chuông, lấy cái nắp, cái nồi gì đánh. Hồi nhỏ Pháp Hòa tụng kinh đâu có chuông. Pháp Hòa lấy cái chuông điện, chuông xe hơi, xe đạp đó. Quý vị với cái xe đạp mà nó có hai cái chuông trâu gì nè, bóp nó gì nè. Hồi nhỏ Pháp Hòa nghèo đến mức độ là không có cái chuông tụng kinh. Vậy là người ta xin được người ta một phần nửa của cái chuông xe đạp. Rồi nó có cái ngạt, cái hai cái lỗ nhỏ ngắn vô gì. Pháp Hòa giật cái đó ra, xong rồi kiếm cái cây câm xe đó lủi vô bên hông để làm cái khánh tụng. Tụng riết cái ông hàng xóm cũng thấy tội nghiệp quá, nó tu mà nó không có khánh không chuông gì. Ông làm trong hãng điện thoại, ông tháo được cái chuông điện thoại, ông ráp vô về cho được cái khánh chuông điện thoại, mà chuông điện thoại rất là thanh. Từ đó về sau Pháp Hòa đi hành nghề bằng cái bằng cái khánh. Hàng xóm ai có người thân mất, không có rước được thầy tụng kinh, rước ông thầy nhỏ này ra. Và Pháp Hòa tụng kinh bằng cái khánh chuông điện thoại. Hồi nhỏ Pháp Hòa không có hình Phật. Pháp Hòa xé cái bao nhang á, cái thường đường nhang nó có cái label Phật, xé ra dán vô, lấy cục bụi dán vô. Đâu có nhang, ta thắp rồi lượm mấy cái chim nhang cầm, tưởng tượng như mình đang thắp nhang. Không có chuông, gõ chuông cột đèn. Mấy đứa nhỏ trong xóm,
kêu nó đi tụng kinh đám tang với Pháp Hòa. Nó nói tao không có áo tràng, mày có áo dài không? Mày về mày áo dài đi tụng. Trời ơi, đứa áo hồng, áo đỏ, áo dẫn nguyên đám đi tụng kinh đám tang bằng áo dài. Bây giờ gặp nhau là nhắc lại chuyện đó. Bây giờ đứa nào cũng 50 tuổi hết rồi. Và kể lại thấy thầy nhớ hồi nhỏ thầy dẫn tụi tôi đi tụng kinh. Và có những em nó nói nhờ những cái ngày tháng đó mà nó giữ được tới bây giờ. Cái hình ảnh đẹp hồi nhỏ chơi với nhau mà hướng dẫn nhau tụng kinh. Đứa nào chơi dế, chơi thằng làng gì đó, ê mày chơi mà chết mày đưa tao, tao làm đám. Pháp Hòa đi móc đất sét á, quý vị ông ta, ta ở ngoài sân ngôi đường tay đào, đưa mương đào cống đất sét nhiều lắm. Đi móc đất sét về nắng thành quan tài để khẩn khơi nhiều lắm để dành. Con dán con thằng lằn gì chết nó đem về lấy giải quấn liệm đang quan. Xong rồi á là bỏ lên cái ổ điện mà cái cục sắt mà mình thấy thâm vô trong tường làm ổ điện á. Pháp Hòa lượm được cục đó làm cái xe kéo đóng tan. Bỏ cái quan tài vô. Có nhiều lúc không có quan tài, lấy cái hộp quẹt, quý vị biết cái là hộp quẹt đẩy vô đẩy ra không? Liệm vô đó đẩy bỏ vô. Bắt mấy đứa nhỏ mày làm gia chủ đi. Đi ra công viên chôn. Hồi nhỏ chơi vậy không? Đi cúng cho con dế, con chuột, con đàn vàng, con nào chết là lượm về làm đám tang hết. Rồi tụng kinh, niệm Phật dẫn đám y như các thầy đám nữa. Làm y vậy, tại thấy người ta làm vậy mình làm vậy. Thì cái Pháp Hòa thưa như vậy là để mình, khi mình hiểu cái gì gọi là Pháp. Pháp này là cái hoàn cảnh, cái phương tiện, cái hiện tượng của cuộc sống. Mà có hiện tượng nào mà nó mãi mãi đâu. Đó, thí dụ như người ta nói hôm nay là cực lạnh, nhưng mà thật sự đến giờ cũng đâu đến nỗi lắm đâu. Phải không? Mặc dù đài thông báo là như vậy, nhưng hiện tượng có thể thay đổi. Thời tiết thay đổi thì tâm tánh con người thay đổi, cảm tình thay đổi, cái gì cũng có thay đổi. Thì cái gì nó mãi mãi bản chất. Hồi đó anh nói anh thương tôi mà sao giờ anh không thương tôi, chuyện bình thường thôi. Thì tại không thương thì kêu ghét. Ví dụ vậy. Cho nên mình nói như vậy có nghĩa là mình vững chinh không phải hiểu. Cho nên nếu có lỡ có buồn, chỉ buồn mà không khổ. Hay là lỡ có khổ mà không lười. Có thể mình khổ nhưng mà cái thời gian khổ mình nó ngắn lại. Cái thời gian buồn mình nó ngắn lại. Và thường thường người ta khổ xong người ta đi tới hận thù. Bây giờ không. Đối với mình không có hận thù. Tôi buồn, tôi khổ thật. Nhưng sau đó tôi hiểu ra rồi. Tôi cũng không. Anh cũng không. Tình cảm mình gặp nhau, mình nói, mình thương. Lúc đó không. Nhưng bây giờ mọi thứ nó đã thay đổi theo duyên. Thì cũng là không. Thì tôi có buồn có khổ nhưng tôi không có hận thù. Tại vì hận thù thì khổ cho tôi. Còn anh hay chị thì tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. Mà tôi thì là ôm cái cũ rít cho tôi khổ. Mà tôi khổ biết tôi rên biết ai cũng né tôi hết. Tại vì gặp tôi là tôi văng một lò than. Và từ từ tôi sống bằng một cái tâm niệm của tiêu cực. Cho nên mình học ngã pháp, ngã sở, dù là của cải, hiện tượng sự vật hay mình, tất cả chỉ là tạm. Tạm thời nó có mặt, mình gọi nó tên đó, việc đó. Thí dụ Pháp Hoàng ngồi đây, Pháp Hoàng chia sẻ với đại chúng. Thì đại chúng thương, vì mình là Phật tử, thì thương, là thầy đang nói pháp thoại. Nhưng người không thích, người ta đâu có gọi này là pháp thoại. Người có thể người ta nói đây là một buổi tào lao. Ví dụ vậy, cho nên mình có nghe, mình có hiểu gì thì mình tiếp nhận. Còn tất cả chỉ là tùy cái nhìn của người ta.
mà người ta cho nó cái pháp gì. Có cái ông đó, ông bán đậu hũ. Bữa đó ông bán ế quá, ông ghé vô chùa thì gặp vị hòa thượng trụ trì. Thì hòa thượng mới nói: trời ơi, anh tới làm gì đây? Tôi đậu hũ đủ ăn rồi. Nói: dạ không, con tới thăm hòa thượng chơi thôi. Nếu mà hòa thượng có mua được con mừng, không được thôi, chứ mới gặp con cái dẫn con câu tôi mua đậu hũ. Cũng cái nhịn, bị ổng bán đậu hũ mà ông vô thì tôi nghĩ ông ép tôi mua đậu hũ. Trời, đâu vậy hả? Thôi được. Thế đang đi về tại xa xa, hòa thượng thấy có cái bóng dáng của một cái ông cư sĩ hay lên chùa lý sự với hòa thượng đó. Mà hòa thượng ngán ổng dữ lắm. Tại ổng đem Phật pháp ổng nói thao thao bất tuyệt mà ổng có gì vô gì, hòa thượng mệt lắm. Em nói: trời ơi, thôi rồi, đổ nợ nữa rồi. Cái ông lý sự ổng tới. Cái sau khi nghe vậy cái thì ông tàu hủ này nói: tưởng chuyện gì chứ mấy ông này có xử được hết. Hòa thượng để con. Hòa thượng vô phòng. Thế thì chưa kịp vô phòng thì cái ông này cũng đi tới. Thì cái hòa thượng lỡ bộ ra chạy tới: trời ơi cư sĩ, bữa nay cư sĩ đừng có đối thoại với tôi nữa. Tôi dẫn vô gặp thiền sư. Thiền sư thứ thiệt tu trên núi Tà Lơn mới xuống. À thì ông kia, ông đầu hũ leo lên cái giường ngồi rồi. Thì leo lên đó ngồi rồi thì hai bên xá nhau, giữ im lặng một hồi. Thì cái ông bán đầu hũ á, ông mà đám đầu hũ đưa lên một ngón tay. Thì ông kia đưa lên, cái ông thiền sư ngồi trên giường đưa ba ngón tay. Rồi thì cái ông mà ông bán đầu hũ á, ông mới đưa lên năm ngón tay. Thì ông này vẽ cái vòng, ông này lắc đầu, ông kia đuổi ra cửa, câu chuyện hết. Đi ra ra tới ngoài kia thì ông hòa thượng thiệt á, mới gặp ông thầy ông lý sự á, ra tới cửa. Ủa sao cuộc đối thoại nhanh gọn vậy? Nói: dạ hai thiền sư gặp nhau không có nói nhiều. Ủa ông nói cái gì mà hay dữ vậy? Thì hai bên ngồi thì cái ông đồ ổng mới đưa lên một ngón tay. Ý của ông lý sự ổng muốn nói là trên đời này duy nhất chỉ có tâm, tâm là một cái tôi muốn đưa lên một. Thì cái ông tàu hủ giả tầm hòa thượng á, ổng mới đưa lên ba ngón. Thì cái ông này cũng hiểu là tâm này nó có thể giúp mình vượt ngoài tam giới, cho nên đưa ba ngón. Xong rồi ông kia đưa lên năm ngón, cái ông thầy đồ ông đưa năm ngón, nghĩa là tuy là hiểu như vậy nhưng mình còn sống trong dòng lẫn quẩn của thức, của ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, làm sao sống đây? Hay là mình bị còn sống trong cái đời vũ trụ này làm sao đây? Thì ông này vẽ cái vòng tròn. Thì cái ông đồ và ông già mà lý sự ông hiểu là gì? Tất cả không ngoài cái tắt đèn. Cũng biết diễn cảnh lắm. Vẽ cái vòng tròn đó là gì? Tất cả cũng bao trùm tất cả hết. Ông này gật đầu xong chỉ ra cửa. Ông này nói: vượt ngoài ra khỏi tam giới rồi, đi ra khỏi luôn, khỏi cần hết. Ông lý sự ông hiểu vậy đó. Trời ơi thiền sư hay quá, ông giảng hay quá. Con nói trên đời duy nhất có tâm. Ông nói tâm vượt ngoài tam giới. Con đưa lên năm ngón tay. Ông vẽ cái vòng tròn. Ông nói tuy vậy nhưng mình có thể vượt ra nó, cho nên ông chỉ ra cửa. Bây giờ con theo ông, con vượt ngoài tam giới. Rồi hòa thượng nghe giải thích vậy xong rồi, hòa thượng đi vô gặp ông đồ hủ. Hồi nãy ông giảng cái gì mà ông lý sự đó ông thấm nhập hay dữ vậy? Có gì đâu hòa thượng. Ông hỏi con đậu hũ một miếng mấy đồng? Ông đưa một ngón tay. Thì con bữa nay ế cho nên con nói thôi một miếng ba đồng. Con đưa ba ngón tay. Ông già đầy tham,
được năm ngón tay, năm ngón tay mà đòi lấy nguyên mâm của con. Con ghét con mới đi ra chợ mà mua. Hiểu không? Cứ dày 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 mà bạn ai nó hiểu chị. Người đầy Phật pháp thì nhận nó là Phật pháp, người đầy đậu hũ buôn bán thì nó đậu hũ. Vậy thì tất cả các pháp có pháp nào cố định không? Không. Mình hiểu được chỗ đó không? Hiểu được như vậy không có khổ. Cho nên mình á, người ta gọi mình thầy cũng được, thằng cũng được. Hôm xin phép có vài nhắc câu chuyện vui đó nha. Hôm kia có một bác đó khoảng bảy mấy tám chục rồi, bác gặp Pháp Hòa đẹp lắm, lớn tuổi mà nhìn rất đẹp. Trời ơi thầy, em chờ thầy lâu lắm. Em coi thầy hồi nào giờ mà em gặp thầy trên TV không à. Em bữa nay em rất là hân hạnh em gặp được thầy ở ngoài đời. Trời ơi, cho em ôm thầy cái coi. Xong rồi không có gì cúng dường. Xong cái có một bác kia lại kiểu kiểu, không phải em, không phải em, mình nói chuyện với thầy. Không phải không sao, lâu lâu có người cho lên em cũng được. Tao biết, nhưng ta xin em nhưng mà người ta vẫn gọi thầy. Đó là cái lòng của người ta, chứ người ta đâu có cố tình, người ta hiệp thị mình đâu. Nhưng mà ví dụ lỡ người ta có cố tình, mình cũng không có gì để phiền. Tại vì mình hiểu tất cả chỉ là một chữ. Có nhiều vị vô chùa hỏi anh nhang để đâu anh? Gặp mấy chú tiểu nhà mình con anh hết á hả? Không biết gì chứ. Họ hỏi có vài chú con anh hết rồi. Rồi còn hay cái đó, trò thèn chi giống anh quá. Có ông thầy đó, ông nghe giảng kinh cũng hay lắm. Mà bữa đó ông bận công việc ông mới đi. Cho nên rồi trong chùa có ông thầy mà không biết gì nữa. Rồi ông này ông dặn nghe, ông nói bữa nay tôi không có nhà. Ông làm ơn ai vô hỏi cái gì cũng trả lời. Để vốn thì nói tầm bay tầm bạ người ta biết. Ông không biết Phật Pháp là chết chùa nghe không. Rồi ông kia vô cái nhà bạch hòa thượng. Hòa thượng cho con biết Phật là gì. Ông ngồi yên tinh thức. Dạ con hiểu rồi, Phật là ngồi yên không nói. Dạ bạch hòa thượng, xin hòa thượng họ cho con hỏi câu thứ hai, Pháp là gì? Ông hiếm bụng, trời đất ơi, nó hỏi Phật mà muốn chết rồi. Mà bây giờ hỏi Pháp nữa làm sao? Thôi chắc phải nhìn coi chỗ nào có cửa mình chạy. Cái ông nhìn qua và thấy bích bùng hết trơn. Cái ông kêu lại, ô con hiểu rồi, Pháp everywhere. Đó cũng là Pháp đó. Thì hợp lại thôi. Hòa thượng hay quá, hòa thượng trả lời Phật Pháp hay quá. Vậy bạch hòa thượng, tăng là gì hòa thượng? Ông xỉu cái răm. Dạ con hiểu rồi, tăng là người buông xuôi tất cả. Pháp tăng đó. Hoài mốt Pháp Hoài chỉ cần im cái, nhìn quanh cái, xỉu cái rầm nữa quý vị. Hai câu chuyện Pháp Hoài kể để chúng nghe đó, là để đại chúng hiểu được cái đạo lý. Pháp nào cũng do mình nhìn. Bản chất của mọi việc nó không có nhiễm, có tịnh, có đúng, có sai gì hết. Mình đứng góc nào, mình nhìn, mình đứng ở phương diện nào, mình tâm tư mình sao, mình nhìn nó là như thế. Cho nên mình phải làm sao thanh lọc cái tâm để làm gì? Để mình có cái nhìn chân thật, tốt đẹp. Để mình nhìn, thí dụ cái việc đó, mình nhìn nó vậy. Nhưng với cái người có tuệ thì ta nói sao? Theo cái nhìn của tôi, sự việc nó chỉ là vậy. Còn ngoài gì nữa tôi không biết. Thì sao? Mình có cái cẩn thận hơn là không có bảo đảm cái tính chất nó lại. Cho nên các tổ ngày xưa, các ngài lên giảng kinh, các ngài hay nói
trong kinh nói vậy nè, tổ kia nói vậy nè, Ca Diếp và ngài Xá Lợi Phất nói vậy nè, nghĩa là tôi chỉ là người mượn lời người xưa để tôi nói lại thôi. Thì người ta thứ nhất để nói lên đây là lời của các bậc xưa, không phải của tôi. Thứ hai là lỡ mình có lỡ lời, mình không có mắc vào cái lỗi nói quá. Cho nên cái phẩm mà mình trong kinh Pháp Cú có một phẩm tên là phẩm tự ngã, nghĩa là tự mình trở về nhận diện cái ta, cái tôi trong tất cả chúng ta. Bản chất nó chỉ là tạm có. Cho nên trong Phật giáo chúng ta lại Phật, lại mọp xuống để làm gì? Để xả cái ngã của mình, xả cái tôi của mình. Thường con người mà mình muốn khinh thường ai, mình sẽ biểu lộ cái thứ nước mặt mình. Và mình coi thường ai thì mình có lơ người khác. Nhưng mà khi mình học Phật thì mình lại sáng. Quý vị biết không, cái ngón này nó tượng trưng cho cái đạo. Cho nên lấy cái này đưa lên đây. Đây là ý nghiệp của con, khẩu nghiệp của con, thân nghiệp của con. Cho nên mỗi lần mình lại là thân, khẩu, ý đưa lên cái chỗ thượng. Tại vì thân khẩu ý của con là thân khẩu ý của cái phàm phu. Bữa nay con muốn cúng dường cho Tam Bảo, cho Phật Pháp Tăng bằng thân khẩu ý của bậc hiền, thân nghiệp. Cho nên lấy cái đường thượng. Rồi khi mình muốn đưa lên cao rồi mình hạ xuống, cũng để nói gì, mình muốn được cái chỗ cao thượng thì phải học cái gì? Học cái hạ. Học cái hạ. Thì khi mình hạ được mình rồi á, thì mới đưa tới cái chỗ cao. Xin nhiều khi trong cuộc sống có những người, người ta bây giờ làm lớn, nhưng mà trước đó họ là ai? Họ là những người đi đổ rác, họ là những người đi làm nhà vệ sinh, họ đi ở đợ cho người khác. Chính những cái đó nó đã đưa họ lên tới một cái địa vị do sự tích lũy của họ. Thì ở đây đấy mà. Cho nên trong Phật Pháp á, chúng ta sẽ có một câu hỏi: tại sao Phật giáo lại có cái chuyện lạy? Lạy không phải lạy cái này, không phải là cái tự xi măng này. Đây chỉ là một cái hướng để chúng ta có chỗ để chúng ta hướng tâm. Thì có người mình không có hướng, cho nên lấy tượng Phật là một biểu tượng để chúng ta hướng cái tâm. Mà cái tượng mà chúng ta lạy được rồi á, thì con người biết nói mà, nó còn linh động hơn cái tượng nữa, thì tại sao chúng ta không cúi đầu được? Trước một vật vô tri mà chúng ta còn cúi đầu được, thì đối với một con người biết nói, biết cảm, đâu có gì đâu mà chúng ta không cúi đầu. Đạo lý đó. Cho nên dù mình không sát được hết cái đầu thì mình cũng chắp tay mình sát. Sáng mỗi lần tụng kinh á, lễ Phật bên ngoài, lại Phật, chư vị Phật Bồ Tát bên ngoài. Nhưng cuối thời kinh rồi trở về lại bên trong, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Hôm qua xin tạm dừng ở đây, chiều nay sẽ thăm lại chúng.